và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tiếp tục tổ chức tọa đàm thứ hai về độc lập tư pháp và một số vấn đề về cải cách tư pháp. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã chủ trì tọa đàm. Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận sau nhóm vấn đề gồm: thống nhất nhận thức về nội hàm các thuật ngữ pháp lý, đề nghị thành lập Hội đồng Tư pháp Quốc gia, cải cách tư pháp trong tòa án, cải cách tư pháp trong Viện Kiểm sát, tiếp tục thực hiện chủ trương thu gọn đầu mối cơ quan điều tra, tiếp tục thực hiện chủ trương thống nhất đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án. Phát biểu tại tọa đàm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ, các ý kiến thảo luận của các đại biểu đã thống nhất cao về quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, quyền sử dụng quyền lực nhà nước để phán quyết các vấn đề liên quan về con người. Tòa án là cơ quan tư pháp, các cơ quan khác là tham gia hoạt động tư pháp hoặc tham gia vào quá trình tòa án thực hiện quyền tư pháp. Về vấn đề độc lập tư pháp, bao gồm nội hàm rộng nhất là độc lập giữa quyền tư pháp với quyền hành pháp và quyền lập pháp. Xung quanh việc thành lập Hội đồng Tư pháp Quốc gia, các ý kiến đại biểu đều thống nhất cao. Việc này có thể triển khai trước năm 2030. Đối với việc tổ chức tòa án để đảm bảo tính độc lập, sẽ tổ chức tòa án theo các cấp sơ thẩm, phúc thẩm, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Trong chiều ngày hôm qua 14 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc với tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và trong 4 tháng đầu năm 2022 của tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao các kết quả mặt của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Phước đạt được. Bộ trưởng yêu cầu địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, tập trung nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, nắm chắc chủ trương, bám sát thực tiễn, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy chế biên giới, tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chuyển sang thông tin khác, để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh biên giới tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để có hướng dẫn và quản lý phù hợp. Trong trường hợp phát hiện các ca nghi ngờ, đề nghị Sở Y tế báo cáo ngay cho các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur trên địa bàn để thống nhất việc lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân khi cần thiết. Theo Bộ Y tế, người dân cần đảm bảo vệ sinh phòng bệnh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che miệng khi hắt hơi để phòng bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân và một số bệnh truyền nhiễm phổ biến khác. Thưa quý vị, năm nay tình hình thời tiết thuận lợi, dự báo là vải thiều Bắc Giang có chất lượng tốt hơn năm trước, sản lượng toàn tỉnh ước tính đạt hơn 160.000 tấn. Thời gian dự kiến thu hoạch là bắt đầu từ ngày cuối tháng 5 cho đến hết tháng 7, và nếu tình hình ổn định như hiện nay thì Bắc Giang sẽ tiêu thụ 50% thị trường nội địa, 50% số lượng còn lại xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu vải thiều lớn nhất vẫn là Trung Quốc. Trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách Zero Covid thì lượng vải xuất khẩu sẽ rút xuống còn khoảng 30%. Hiện Bắc Giang đề xuất phía Trung Quốc mở thêm cửa khẩu để xuất vải thiều, đồng thời đề nghị phía Trung Quốc xem xét hỗ trợ tạo điều kiện cho thương nhân được xuất cảnh đến tỉnh Bắc Giang khảo sát, đàm phán, thu mua vải thiều. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không trực thuộc khẩn trương rà soát, tu chỉnh toàn diện tài liệu khai thác sân bay theo quy định, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các nội dung theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Quốc tế và của Cục Hàng không Việt Nam. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo các khuyến cáo của Cục Hàng không Việt Nam làm cơ sở để Cục rà soát tổng thể và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, duy trì điều kiện khai thác năm 2022. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành giai đoạn 1, những ngày vừa qua, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các buổi gặp gỡ để nắm bắt nguyện vọng, giải quyết vướng mắc về đền bù, tái định cư cho người dân vùng dự án. Những buổi trao đổi trực tiếp giúp các bên tìm được tiếng nói chung, khúc mắc cũng đã dần được tháo gỡ. Mời quý vị cùng theo dõi phần phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Gia đình ông Trần Thuyết Hùng có 3 hectare đất
và đã sinh sống ở ấp xã Hoàng, xã Bình Sơn, huyện Long Thành hàng chục năm. Khu vực ông Hùng ở nay đã là đại công trường. Các đơn vị đang ngày đêm thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Hiện hầu hết các gia đình gần nhà ông Hùng đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và đến khu tái định cư sinh sống. Riêng gia đình ông Hùng vẫn còn vướng mắc về hồ sơ nên chưa nhận tiền đền bù, chưa được cấp đất tái định cư. Thì bây giờ khi nhà nước thu hồi đất đai thì tôi không có ý kiến gì hết. Nhưng tôi chỉ yêu cầu tha thiết nhà nước mong sớm giải quyết tiền đền bù và tái định cư cho chúng tôi. Đó, ở đằng kiếm cái chỗ ở sinh sống mà bây giờ hiện thời thì chưa đền, chưa bù gì hết. Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, người dân đồng tình ủng hộ, đề nghị cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc, sớm đền bù, hỗ trợ, tái định cư để họ ổn định cuộc sống mới. Tôi đã nhận tiền ngày 26 tháng 11. 2021 thì còn ở trong này nhưng mà đời sống thì nó đang mưa gió thì sình nó lầy. Cũng mong cơ quan chức năng thì xem xét cho tôi để có ra ở chỗ mới. Khi đền bù rồi á, cấp tái định cư mình chỉ có 105 mét, mình không đồng ý là nguyên nhân là đất mình đã đóng thuế từ trước và ở đó nhưng mà chưa có ra được là cái sổ đỏ. Thì chưa có ra sổ đỏ thì không có ra được thổ cư. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, đến nay địa phương đã bàn giao được gần 2.250 ha mặt bằng sân bay giai đoạn 1, đạt hơn 88%, phần còn lại sẽ bàn giao hết trong tháng 5 này. Thời gian qua, huyện Long Thành đã tập trung mọi nguồn lực phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Ngoài tăng giờ làm, ngành chức năng còn tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với người dân. Qua đối thoại, chính quyền nhận thấy người dân có căn cứ khi đưa ra những kiến nghị, từ đó tìm ra hướng giải quyết những vướng mắc. Người dân chưa kịp xây dựng nhà ngoài khu tái định cư, thì hiện nay ủy ban huyện cũng đã phê duyệt cho các hộ dân hỗ trợ tiền tạm cư để thuê nhà trọ, chỉ đạo cho ủy ban các xã cũng như là lực lượng công an quản lý các khu nhà trọ là hỗ trợ tối đa tìm các khu nhà trọ tốt để cho người dân tạm cư trước để chờ xây dựng nhà ở tái định cư. Để đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành thì vấn đề giải phóng mặt bằng đóng vai trò tiên quyết. Mới đây, chính phủ đã chỉ đạo trong tháng 5 này Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 phải xây dựng và ban hành định mức kỹ thuật liên quan đến phát triển phương tiện giao thông điện. Đến năm 2030 xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thống nhất tiêu chí đối với các trạm sạc và đến năm 2035 sẽ dừng cấp đăng ký với xe buýt sử dụng động cơ đốt trong. Tiến đến năm 2040 đặt mục tiêu dừng cấp đăng ký mới với xe dùng động cơ diesel và xe mô tô, xe máy dùng động cơ đốt trong. Năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dừng cấp đăng ký mới với tất cả xe sử dụng nhiên liệu từ động cơ đốt trong. Thưa quý vị, vào chiều tối qua, Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đã chính thức được khai mạc. Sự kiện được kỳ vọng là cơ hội vàng để du khách săn tour giá rẻ cho kỳ nghỉ hè năm nay. Hàng trăm lệnh booking đã được thực hiện ngay sau lễ khai mạc Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự hào hứng của du khách khi săn được các tour giá rẻ, chất lượng cao là niềm vui của các công ty lữ hành khi cơ hội hoạt động đã thực sự trở lại một cách sôi động. Rất là vui tham gia những cái chương trình mà dành cho những cái khách hàng những cái ưu đãi tốt nhất mà mọi người có thể tới đây vừa để xem các cái chương trình giao lưu văn nghệ và vừa chọn cho mình cái tour mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Ngày hôm nay thì du khách đến tham quan gian hàng du lịch Việt khá đông và chúng tôi đã bắt đầu nhận khách hàng ngay từ những ngày lúc đầu mở cửa và tính đến cho đến thời điểm này thì đã có gần 200 khách hàng đặt tour tại du lịch Việt. Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có sự tham gia của hơn 100 đơn vị là các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng và các hãng hàng không. Theo đó, sự kiện sẽ là sự khởi đầu quan trọng cho ngành du lịch phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19. Giờ chúng tôi đã làm việc từ rất sớm với tất cả các nhà cung cấp trong và ngoài nước của mình cũng như các hàng không để cùng nhau đưa ra các sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ và cùng nhau đưa lên cái mức giá kích cầu để thu hút khách du lịch. Được biết trong dịp này các điểm tham quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chính sách ưu đãi giảm giá vé vào cổng từ 50 đến 20%, các chương trình du lịch giảm từ 10 đến 40% cho mỗi tour. Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế. Nga không có ý định chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, ủng hộ đàm phán hòa bình. Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu, EU cho rằng dù sớm hay muộn, cuộc xung đột tại Ukraine sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.
Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov cho biết ông tin tưởng rằng đàm phán sẽ là giải pháp mà Nga hướng đến trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi đến giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Chizhov khẳng định. Tuy vậy, ông đã không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về thời điểm cũng như nội dung chi tiết của các cuộc đàm phán hòa bình kể trên. Bên cạnh đó, vị đại diện thường trực của Nga tại EU bày tỏ lo ngại trước những phát biểu của các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả các quan chức EU, rằng xung đột tại Ukraine sẽ chỉ có thể được giải quyết trên chiến trường. Ông Chizhov nhận định rằng tình trạng trung lập của Ukraine sẽ là một yêu cầu quan trọng của các cuộc đàm phán. Ngoài ra, việc phương Tây liên tục cung cấp vũ khí, thông tin tình báo cùng các khoản viện trợ khác cho Ukraine sẽ chỉ làm tình hình của cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Chizhov cũng cho biết rằng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine của Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch được đặt ra. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mà Nga phát động vào ngày 24 tháng 2 đang diễn ra theo đúng lịch trình. Tuy nó không diễn ra nhanh như một số người Nga mong đợi, nhưng chiến dịch vẫn đang được tiếp tục ở một tốc độ nhất định. Chúng ta cần cân nhắc về cả các vấn đề khác trong tình hình hiện nay tại Ukraine, bao gồm việc bảo vệ an toàn cho các binh sĩ Nga và binh sĩ của các vùng Donetsk và Lugansk, ông Chizhov nói. Đại diện thường trực của Nga tại EU cũng nhận định nếu quân đội Nga tiến công theo mô hình của Mỹ và các nước phương Tây, chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine chắc chắn đã diễn biến với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tuy vậy, điều này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Nga. Sự thật là tôi cần phải nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ có ý định muốn chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine, ông Chizhov nhấn mạnh với giới truyền thông. Cuối cùng, ông cũng nhắc lại về việc Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine và bày tỏ hy vọng rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột này cũng không nằm trong kế hoạch của Mỹ và đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ lần đầu trao đổi trong chiến sự Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong ngày 13 tháng 5, lần đầu kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, dù Bộ trưởng Quốc phòng Austin tin rằng cuộc trò chuyện kéo dài một giờ là quan trọng trong nỗ lực giữ các đường dây liên lạc mở, nhưng cuộc trao đổi không giải quyết bất kỳ vấn đề cấp bách nào hoặc dẫn đến bất kỳ thay đổi nào trong động thái của Nga khi chiến sự ở Ukraine bước sang tuần thứ 12. Cuộc điện đàm do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề xuất là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất của Mỹ với một quan chức Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu cuối tháng 2. Trong nhiều tháng qua, các quan chức Lầu Năm Góc cho hay, các nhà lãnh đạo Nga từ chối nhận các cuộc gọi từ Bộ trưởng Austin và tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Shoigu kể từ ngày 18 tháng 2, một tuần trước khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu. Một quan chức cấp cao khác tiết lộ ngày 13 tháng 5 rằng tướng Milley dự kiến cũng liên hệ với người đồng cấp Nga Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov trong thông cáo về cuộc điện đàm. Lầu Năm Góc nói rằng Bộ trưởng Austin hối thúc ngừng bắn ngay ở Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc. Một số quan chức nhận định cuộc trao đổi đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ là động thái tích cực. Mỹ hy vọng đây sẽ là bàn đạp cho các cuộc trao đổi tiếp theo và dường như Nga đã nhận được đề xuất tiếp tục liên lạc trong tương lai của Bộ trưởng Austin. Một quan chức quốc phòng Mỹ mô tả không khí của cuộc trao đổi giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ là chuyên nghiệp nhưng không cung cấp chi tiết nào khác về nội dung trao đổi. Thông tin liên lạc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng và quân sự của Mỹ và Nga được xem là rất quan trọng nhằm tránh mọi hiểu lầm hoặc leo thang không mong muốn trong xung đột. Mỹ và Nga cũng đã thiết lập đường dây liên lạc có thể được quân đội sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhận thấy mối đe dọa đối với các đồng minh NATO xung quanh. Đức không có ý định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Thông báo này được chính phủ Đức đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh có nhiều ý kiến tranh cãi trong nước về việc có nên bỏ quy định này hay không. Chính phủ Đức cho biết quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng, nơi hành khách ngồi cùng nhau trong một không gian hẹp, đã được ban hành vì lý do chính đáng và cho thấy hiệu quả tốt. Việc duy trì quy định này sẽ nhắc nhở người dân phải thích nghi với thực tế rằng đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài dai dẳng. Gần đây, Đức đã bãi bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch COVID-19, trừ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Quy định này sẽ được áp dụng đến ngày 23 tháng 9. Liên quan đến tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran,
Trong khi Liên minh châu Âu EU đánh giá tích cực thì phía Mỹ cho rằng thời điểm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn xa và chưa chắc chắn. Trong tuyên bố ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đức cho biết hiện đã có một đề xuất được đưa lên bàn đàm phán mà các bên đều có thể hài lòng. Tuy nhiên, phía Đức hy vọng Iran sẽ không đưa ra những yêu cầu vượt quá khuôn khổ của kế hoạch hành động chung toàn diện để các bên có thể sớm có kết quả đàm phán cuối cùng. Trước đó cùng ngày, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell cũng bày tỏ tin tưởng các bên đã có đủ tiến bộ để có thể nối lại đàm phán sau 2 tháng đình trệ. Trái ngược những nhận định tích cực của EU, Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho rằng ở thời điểm này chưa có gì chắc chắn cho việc đạt được thỏa thuận. Tại vòng đàm phán gần đây nhất tại Viên Áo cách đây 2 tháng, Iran đã đưa ra một số điều kiện, trong đó có việc Mỹ phải đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Washington từ chối yêu cầu Tehran khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tổ chức họp không chính thức tại thủ đô Berlin với tâm điểm của hội nghị là khủng hoảng Ukraine và khái niệm chiến lược mới của NATO. Cuộc họp cũng có sự tham gia của các khách mời đặc biệt, đó là đại diện của Phần Lan và Thụy Điển. Theo Bộ Ngoại giao Đức, các ngoại trưởng NATO đã thảo luận về cách thức tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cùng với đó là ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đối với an ninh của các quốc gia thành viên NATO. Về khái niệm chiến lược mới của NATO, đây được coi là tài liệu cơ bản quan trọng bậc nhất của khối quân sự này. Khái niệm chiến lược sẽ đề cập đến một loạt chủ đề như quan hệ với Nga và Trung Quốc, các vấn đề như răn đe và phòng thủ, các thách thức liên quan đến an ninh của khối như tấn công mạng và mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh. Cuộc họp cũng thảo luận về mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan. Đại diện hai quốc gia này đã thông báo cho các ngoại trưởng NATO về tình hình các cuộc thảo luận ở Thụy Điển và Phần Lan về việc này. Mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu đã nhận được sự ủng hộ của đa số các nước thành viên NATO. Hiện có khoảng 2,7 triệu người già và người khuyết tật ở Ukraine đang bị mắc kẹt hoặc bị bỏ rơi tại nhà mà không có thuốc men và nguồn cung thiết yếu. Vì vậy, sự tận tâm của các trung tâm chăm sóc lúc này đã giúp họ vượt qua được khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là cơ sở dành cho người già và người khuyết tật vẽ các dự án nghệ thuật, di chuyển. Người khuyết tật ở Ukraine bị hạn chế hoặc không thể tiếp cận những thông tin khẩn cấp, khiến họ không thể phản ứng trước các tình huống xảy ra. Thế nhưng nhờ có những cơ sở như thế này mà cuộc sống của họ hiện vẫn được bảo vệ và bình yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.